người cũ. Lý thứ nhất, em vẫn nhìn anh với ánh mắt của người ngoài. Lý thứ hai, bạn em về nhưng mà em vẫn ngồi lại. Đến lý thứ ba, mọi câu nói của anh đã xuôi tai. Tình yêu thật khôi hài, thảo nào anh nhìn em là cười hoài. Đơn giản, sách vở đưa về em ở đâu, biết khi nào gặp lại. Mình làm gì cho nhớ nhau, nóng như là lửa ta lại lao vào như thiêu thân. Hai chân chia đôi ngã như quá sức chịu đựng. Khi trời sáng, nó vội phóng mức như siêu nhân. Nó không dự định đây là nơi ta túc nhiều lần. Vả lại, dù có muốn cũng không thể. Tin nhắn trong điện thoại, sao đêm qua anh không về. Please don't cry, đừng để nó cứ chẳng thể ở lại. Đừng để nó mất em sẽ vì ai. Đừng yêu lần thứ hai. Oh please don't cry, giờ kết quả cứ chỉ còn hiện tại. Đừng chỉ mong mỗi hai ta đều sai. Để từng nhi suy nghĩ kỹ những dấu vết về những nơi mà mình đi. Anh tiếp khách uống vài ly, chạy dự án ở công ty. Cô ấy thì cực đau nhưng còn ở trong lòng đầy hoài nghi. Như là tiếp khách với ai, uống được hết mấy chai. Dự án nào lớn đến nỗi để mà không thể chờ tới mai. Nhưng mà cô ta chọn im lặng, và đó cũng đủ nhiên liệu để con quay phần cả hai. Cùng người tiếp tục chiến thắng. Oh well, cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu. Và những đêm mình nói vắng mặt cũng chẳng phải là lần đầu. Ít nhất là khi mà ta đã chọn lừa dối nhau. Chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầu. Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối. Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không có một tội lỗi nào không thể sám hối. Nhưng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho một kẻ phản bội. Trong công ty, ý chí muốn chạy về nhà nhưng đôi chân thì lại không đi. Hay đợi tao đưa mày về, nó cực đầu đồng ý. Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên TV. Nhà nó cháy với vợ của nó, còn bên trong không kịp ra. Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga. Tại khám nghiệm, hai dòng nước mắt nó lai láng. Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được 2 tháng. Ah, 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 ah
cho mọi lần.